Ban Chỉ huy quân sự huyện Xuyên Mộc tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần theo quyết định số 62 và quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ huy quân sự huyện Xuyên Mộc tổ chức cấp phát tiền trợ cấp một lần cho 13 người của ba xã Hòa Hiệp, Hòa Hưng, Bảo Lâm là đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, dân công hỏa tuyến. Tổng số tiền cấp phát đợt này hơn 37 triệu đồng. Đây là chủ trương chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và nhà nước ta, nhằm ghi nhận và tôn vinh những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.